Hello mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với clip của mình là còi ốc tiêu 957. Như đợt trước thì mình đã làm clip một set 3 sao xây ra cũng khá là bá. Hôm nay mình sẽ làm một set 3 sao sức đánh. Như đợt trước thì mình đã nói với các bạn rồi, cái set này thì cũng rất là bá, xây ra mang vào các bạn thấy 103.000 sức đánh. Từ từ mình sẽ sâu rồi cho các bạn xem, gặp lên tàu cấp 2 nha, chưa năng gì hết, khá là đâu. Đệ tử sẽ mang ba món sức đánh 9%, một cái radar 15% HP. Tại do mình không có radar sức đánh nên mình mang radar 15% HP cũng được. Một cái găng nữa cấp 7 không xịt 10% HP. Bên sư phụ thì mang một set 9% sức đánh, một cái găng lực long cấp 4 không xịt 393 và một cái radar cấp 10 15% HP. Cái găng lực long này thì nhiều bạn hỏi là cách tính không xịt như thế nào ấy, thì là các bạn lấy ví dụ cấp 5 thì lấy 3293 cộng với 3329 nha, nó sẽ ra một cấp mới của đó là cấp 5 rồi. Ok, arc này thì bữa mình đã làm một set 3 sao xây ra rồi đấy, nay mình sẽ làm test thử một set sức đánh. Đấy là hai cái radar HP đấy nha, chứ không sức đánh nó sẽ rất là cao. Cái găng này thì ngang tầm với lại cái găng cấp 4 9% sức đánh này thôi, tại cho cái găng này nâng 10% HP mà. Các bạn mà đi cướp ngọc rồng sức đánh hay là ngọc rồng 5x hay là chơi úp cặp chun kiếm tiền úp vàng đồ thì mang đồ như vậy cũng rất là thích hợp. Đây các bạn xem, HP của nó là 1.600.000, nói chung là full item đấy. HP của nó 1.600.000, sức đánh 103k, rất là trâu. Giờ mình sẽ test cướp ngọc rồng thử cho các bạn thấy là nó trâu đến cỡ nào. Mình sẽ bỏ theo cách quen của mình, đó là cướp được theo cách của mình. Đây mình sẽ bỏ vào đúng rồi, ok, đúng vị trí của mình. Mình sẽ sử dụng cái radar này. Cái radar này mua 5 ngọc nha, đến ngay bên 1 sao đây. Ok, mình sẽ đến ngay. Come on, biến khỉ cái cho ai à, biến khỉ cái cho nó ra người đó. Ok, ui, gặp tí rồi, gặp tí rồi. Ủa thằng này còn một rồng rồi, một rồng nữa ta, không thấy ra. Vừa mới nói biến khỉ cho ai, chẳng thấy ngọc rồng đâu nữa. Mình sẽ làm lại từ đầu vậy, làm mất công đứng biến khỉ quá. Hạ xuống đây rồi, em đây rồi, lệnh thôi. Chiến, trời ơi, chiến, trời ơi, đánh vào 400 mấy k các bạn, 500 mấy chục k, nhỏ xinh chứ, 7 có mấy máu, trời ơi, trưởng kinh lắm các bạn, 500 mấy k không à, trưởng chỉ qua đơn thuần là một set sức đánh. Nếu như mà mang hai cái radar sức đánh thì các bạn thấy đấy, sức mạnh của nó vô biên luôn. Thì ra biến khỉ thì trưởng credit không nữa, 110% chí mạng, 100% credit luôn. Ở đây mình có hai kẻ trang này, hai kẻ trang, một kẻ trang Biu Biu với là một kẻ trang Xeo 3. Muốn có một đặc siêu phẩm thì các bạn yêu cầu các bạn là phải hai đệ tử và sức mạnh phân chỉ số, và phải có hai kẻ trang như vậy này. Đấy, hai kẻ trang Xeo và Xeo con được, nó cũng đã trở thành đặc siêu phẩm này. Đây này, xem các mình đem này, 500 mấy, kinh khủng, sức mạnh kinh khủng á. Kéo banh đem con này đem nát luôn, nát phiên luôn nhé. Sức mạnh này đơn giản lắm thì rồi rất đau rồi, cả do mình mang sẽ sức đánh thì nó cũng yếu thôi. Sẽ nào nãy trói mình nhỉ, nó cầm viên ngọc chạy đâu được, chạy đâu được. Trời ơi, 780 k, trời ơi, gặp thằng trái đất tiền rồi, tiền gì. Tiền đây đây, mình sẽ cố gắng giữ viên này tới cùng, không cho ai hết, sẽ quét sạch chỗ này. Cái loa mình nghe hơi nhỏ, các bạn thông cảm nhé. Nó lại bị lỗi gì rồi, bị lag gì đó rồi. Để bay lại thế nào.
Biển 5 sao. Ồ, biển phỉ, ui trời ơi, sao toàn VIP thế nhỉ? Toàn clip toàn VIP không thế này. Sao không chơi được? Thôi VIP thì chơi ra kiểu VIP vậy. Bay vô hết đây anh em. Chung thì một set sức đánh thôi. À, thằng tối thằng đánh kìa. Thảm quá. Nếu như mà theo mình thì cả theo mình các bạn mà chơi theo kiểu mà vừa mạnh vừa trâu thì các bạn cứ chơi kiểu này thôi, mang hai găng 3293 9% sức đánh, một xé sức đánh, hai cái radar 10% AP, rất là trâu, mức độ của nó cực mạnh luôn ấy, không lường trước được. Ui giời ơi, gặp trái đất thì phiền rồi, nó choáng nó trói đấy, giờ hai thằng thông đồng nhau. Trời ơi, hết choáng lại chói, chói lại choáng. Bực hết mình à. Cổ đối với ngày vậy mà đánh hoài không chết chứ, có triệu 6 HP à. Mà công nhận trâu thật chứ, mang có hai radar 15% HP và triệu 6 HP. Sẽ lầm lại cái này, trời ơi lại bị lắc nữa rồi. Nó lại làm gì thế kia. Chán quá đi thôi. Sẽ làm đại viên một sao coi. Nãy giờ không có gì tốt đẹp hết ta. Trời ơi, đây cũng đông nữa. Phúc cô tết nữa. Lão Châu này. Đang đi làm clip mà lại gặp toán đại ca thế này. Thôi lỡ đây. Quốc đại ca luôn. Quốc đại ca luôn. Đại ca đã chịu nổi đây. Trời ơi, quốc 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 đại nhá. Ôi giời ơi, ăn choáng rồi, xôi hỏng bỏng không rồi, toàn gặp đại ca thôi. Bật thiêng lên mới được, bật thiêng lên chịu mới nổi. À, radar. Ui, bảo trì cơ, bảo trì chơi hẳn bảo trì luôn, chắc lại ra cái gì đây. Mà sắp tới trung thu không biết có sự kiện gì không anh em nhỉ, mình cũng hóng lắm, hóng úp con đệ ma bư ở bên ốc tiêu 957. Hạt đó xưa nay buôn bán không úp được, mất thời gian lúc nó sẽ choáng liên tục rồi, nóng hết người lên. Nó cứ trói thế này thì không di chuyển lấy sao đánh được, thấy được sức mạnh được. Chung thì sẽ sức đánh thì nó đam rất khủng rồi, solo một bột tỷ nó đánh có khi ăn bay kiêng luôn các bạn. Các bạn thấy đấy, nó vừa ấy nó vừa trâu nữa, kiểu 6 HP choáng trói nãy giờ đánh hoài không chết. Trời ơi, cộng máu kìa, cộng máu kìa, cộng máu kìa. Trời ơi, gặp phải trâu rồi, gặp phải trâu rồi, gặp phải trâu rồi. Nào lấy ngọc rồng nữa nhỉ, chạy đâu rồi nhỉ, nào chạy đó rồi, tao mà truy lùng được thì tao cầm đầu tao bạc đấy, tao bạc lông ra. Thôi mình nhờn nhơ mà làm, thầy đã từng dạy nhờn nhơ mà làm. Sẽ truy lùng một viên ôi giời ơi, quả này chết tôi. Lão này đúng ác với mình thật chứ, vừa tới ăn ngay phát choáng trên sông đắng mề. Lão cầm chạy đôi cho thoát. Đâu rồi nhỉ? Úi giời ơi, vừa ăn một quả đấy. À, mang tàng hình. Dạo này cái thủ thuật mang tàng hình đấy không đánh được nha các bạn. Rất là bực mình. Bực mình nhất đấy, quả mấy quả như vậy ấy. Bực mình hết sức luôn. Ăn nó mang tàng hình, mang cải trang tàng hình vào là không đánh được thủ thuật. Mình là làm phát bùng phát. Đó, đầu tiên một sao ra liền. Và này mình từ từ gắng lượm chứ, mình phải mang cái đó. Ăn choáng liên tục. Gọi là ăn choáng liên tục. Này, đợt này làm buổi tối xui quá. Nào cầm viên đấy nhỉ, bực mình rồi. À, nãy giờ không làm ăn được gì hết.
10 phút trôi qua mà không cho anh em thấy được sức mạnh thực sự của Seiya. Nãy anh em thấy rồi đó, nói chung là trưởng toàn là trưởng có lúc 700 mấy ca. Giờ mình sẽ tới lại nha. Sẽ biến khỉ để hạ hạ thúc cô. Trời ơi, lạc quá, lạc quá, lạc quá đi thôi. Lạc quá anh em ơi. Chung là ăn choáng liên tục, ăn choáng ăn lại cái trang tàng hình nữa, buồn ghê thực sự ý. Thật sự là mang cải trang tàng hình dạo này đúng AD là mang kiểu gì, mang cải trang tàng hình lại không tấn công được nó, không có điểm tựa các bạn, rất là kỳ cục. Chung là giờ mình sẽ quay lại đại chiến, quay lại đại chiến viên một sao đó, cố gắng đoạt lại viên một sao và quẩy. Chung là tối nay toàn vip, các bạn thông cảm, mình cũng gà thôi nha, mình không có nói mình vip đâu, mình chỉ qua là mình làm cho anh em thấy được nó sức mạnh của nó thôi, để các anh em học đòi theo chơi cũng rất là hay. Phúc cô này, ui trời ơi, 459 mấy, phúc cô này, 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 à lại ăn choáng. Anh này chịu khó hồi sinh nhỉ, choáng liên tục. Đại Nam nãy giờ dí theo mình ngoài ra, tối đa 5 món đấy, cái gì vậy, từ khi đang xảy ra vậy, liên tục là những pha ban cho đối phương, đuôi mắt rồi, đáng mề. Các bạn muốn kiếm tiền thì các bạn dùng xây gian á, úp cáp xung. Úc, các bạn ở Úc ở tương lai Mach 2, Mach 3 cũng nếu như các bạn chịu khó thì kiếm tiền với xây gian thì việc cũng rất là dễ thôi. Sao tối nay toàn gặp vip không ta, đâu rồi nhỉ? Xài cái lát này nhỏ chạy đâu rồi nhỉ? Mình sẽ làm đi kiếm đi đoạt lại nó. Cô ở lại phúc cô à, phúc cô à, phúc cô à, chắc đang đợi hồi choáng đấy mà, hồi choáng đấy mà, kịp không đây, kịp sao được, đánh chết con đệ luôn, khỏi hồi sinh luôn, âu luôn rồi, AFK luôn rồi. Cuối cùng phúc cô tiếp đã AFK rồi. Dạo này chuẩn bị trái đất thì nó trái đất nó nghiêng về bên TK rồi, nhưng các bạn phải chịu khó. Khiêng kìa các bạn, khiêng kìa. Đấy rõ ràng là nó có bật khiêng ấy nhá. Mình đánh nát khiêng luôn, đứng đùa. Nó xét sức đánh bá đạo luôn. Xem này, nát cả khu vườn, đánh toàn sau toàn 190k mà ảo vãi nồi luôn. Ta tới đây, come on, come on, bay lên trên đó làm gì nhỉ? Nhỏ này thôi, mình sẽ cầm qua thị trấn Mori. Nào, xem ai có sĩ tử nào tới đây nục mạng không? Ý giời ơi, một ít thế nhá. Ý giời ơi, sức mạnh của nó là vô biên. Mình sẽ cố gắng tiến vào trạm tàu vũ trụ. Ô con nhỏ. À thằng nhỏ chạy vào, mình sẽ chạy vào trạm tàu để cho các bạn thấy sức mạnh thực sự của sẽ sức đánh xây ra. Thực ra thì ở đây nó vẫn còn hai cái radar 15% HP. Này khá là đau họng. Chung ạc này thì các bạn biết đấy, phun chỉ số giáp. Lại có trái đất, choáng, đáng mề, nó choáng ra. Nè các bạn, mình đập cho các bạn đi ra ti này. Ôi sao đánh ra ti toàn một máu không ta? Thị trường phát thôi này, chắc bị gì rồi,
Rồi mình sẽ đem mấy này ra đỡ buồn. Khiêng à, khiêng, khiêng, khiêng. Khiêng mà chịu nổi không? Khiêng chịu nổi nhiệt không? Khiêng à, khiêng à, khiêng à, khiêng à. Khiêng này, khiêng này, khiêng này, khiêng này, hết chưa? Á, à, thánh tôn, mày tôn này, mày tôn này, mày tôn này. Chết chưa, chết chưa? Tha này. Quét sạch dành cho Kokeku. À, còi ốc tiêu 957 đang áp đảo tuyệt đối. Khiêng à, một phát nát khiêng các bạn. Nếu như mà các bạn thử mang hai set hai cái radar 15% HP nữa sao nhỉ? Trời ơi, thằng này chịu khó hồi sinh đây. Chết tiếp. Hồi sinh nữa đi bạn. Nói nãy giờ khá là đau cổ họng. Biết thì đánh Gati rồi, Gati đánh một máu này. Chuyển khu quẩy thêm một tí nữa coi nào. Chúng là nay úi giời ơi, úi giời 300k, úi giời ơi, đá thương mà 400k các bạn kia, ảo lòi không? Thánh tôn thằng nãy này. Ảo lòi luôn á, quá mạnh luôn các bạn, mình thật sự quá mạnh luôn. Không ngờ được luôn á các bạn. Đấy là còn thiếu hai radar 15% HP á. Bạn nào mà có nhu cầu sắm set 6 sao nữa thôi chứ. Trời ơi, trưởng mà 300 mấy không? Đánh giống như ảo các bạn. Rất là ảo. Đánh rất là ảo luôn. Thành công quất 198k, thằng này cũng vip lên nhá. Quất 198k không á. Trói lại được kìa. Đem đi bạn. Nói chung thì mình làm clip thì cũng cho anh em xem thôi. Tại do một số anh em thì cũng có nhu cầu xem. Nhưng mà nói chung là các anh em thấy mình gà thì đừng có chửi này chửi nọ nhá. Tại do mình làm mình cũng làm clip cho anh em xem là chủ yếu thôi mà. Nói chung là vui là chính các bạn. Nói chung là mình cũng buôn bán ở trên Facebook, bán vàng, mình bán vàng X900. Ngọc thì 120k cạc là 300 ngọc và 200k cạc thì 511 ngọc chỉ. Hạc chính của mình là hạc ốc tiêu 957 các bạn. Mình lấy mấy hạc này làm clip cho dễ. Nói chung là sắp tới mình sẽ cố gắng làm về clip về cả bên trái đất nữa để các bạn thấy trái đất PK bá cỡ nào. Tuy nhiên xây ra thì cũng rất là bá, xây ra thì HP cũng bá và sức đánh cũng bá. Nói chung thì sẽ sức đánh các bạn thấy đấy, đánh rất là thấm. Đánh cần ít kìa, 400 năm mấy k các bạn, ảo lòi luôn á, mình nói thật ảo lòi luôn. Mang hai radar 15% HP nữa, 15% HP nữa, hai radar này mà 9% sức đánh nữa là thôi chứ, bá đạo luôn. Hoàn toàn hai set đồ là set đồ 3S nha các bạn. Chỉ có hai găng này, cái găng này thì nó ra đồng khoảng tầm 350 đến 400 triệu. Cái găng lưỡng long này thì bữa mình mua 500 triệu nha, 10% HP này. Ở đâu? Mình mua 450 triệu chứ. Còn hai set sức đánh thì mỗi set tầm 80 đến 90 triệu nha. Chung là nó quất rất thấm. Đây mình thử quất thêm một hai phạt đây cho các bạn xem. Đấy, 195k. 581k ảo lời. Thành trô tiếp tục hồi sinh ta. Nó lại đánh lại mình. Trời ơi, quất phát 478k. Ảo lời luôn các bạn. Đấy, trưởng kìa. Các bạn xem 944k ảo lời. Nói chung là các bạn thấy 237k các bạn thấy đấy, cực kỳ là mạnh luôn. Nói chung thì mong các bạn nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Face và Zalo của mình là Face và Zalo của mình không là 01696 498015. Khi các bạn nhầm số điện thoại thì sẽ ra Face và Zalo của mình. Mong các bạn ủng hộ mình nha. Mình bán vàng và ngọc silic. Xin cảm ơn ạ. Chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người.